Mỹ lực của Mono đến giám khảo Miss Grand Việt Nam cũng khó thoát. Cứ vũ điệu lắc hung nhưng lại có chiêu mới trên sống. Gây chú ý từ khi chưa debut, Mono đang là tân binh khủng long của làng nhạc Việt hiện nay. Ca khúc debut gây sốt mạng xã hội, nam ca sĩ tiếp tục để lại dấu ấn khi xuất hiện ở nhiều sân khấu và chương trình âm nhạc. Màn biểu diễn hoành tráng tại đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022 càng khẳng định hơn sức hút của Mono khi từ giám khảo đến khán giả cùng đều phát cuồng. Mono đốt cháy bầu không khí đêm thi ngay từ khi xuất hiện, lựa chọn set đồ sành điệu, vóc dáng săn chắc và visual hoàng tử của nam ca sĩ đốn tìm người hâm mộ. Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Mono thành công hoàn thành ca khúc Waiting For You. Mặc dù mới ra mắt, nhưng em trai Sơn Tùng MTP đã cho thấy sự tự tin và tài năng âm nhạc. Anh thoải mái trình diễn cùng vũ đoàn, khuấy động bầu không khí, từ vocal đến dance, đều để lại nhiều ấn tượng. Biểu diễn tại đêm chung kết, vì là xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, nên Mono cũng đã biết tiết chế bản thân và đầu tư vũ đạo chỉnh chu hơn. Vũ điệu lắc hông signature cũng đã được đem cất, thay vào đó là màn nhào lộn trên không, khiến khán giả được fan trần trần. Vì trước đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng Miss Grand Việt Nam mời Mono là quá mạo hiểm về quy mô cuộc thi và động tác vũ đạo khi đi diễn ở các tụ điểm trước đó, có phần không phù hợp khi lên sóng truyền hình. Ngoài ra, từng có khoảng thời gian Mono bị nghi ngờ về khả năng hát live, nhưng trên sân khấu của đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, anh chàng tân binh đã chứng minh được khả năng. Dù thực hiện các vũ đạo vô cùng mất sức, nhưng anh vẫn giữ được giọng hát rõ ràng, không có quá nhiều chỗ hụt hơi. Đối với một tân binh thì đây là khởi đầu khá ổn. Trong đêm tổng duyệt trước chung kết, Mono đã khiến dàn giám khảo Miss Grand như Thùy Tiên, Minh Tú, Đỗ Long phát cuồng và nhảy theo. Thậm chí cả ba còn cover lại điệu lắc hông viral của em trai Sơn Tùng. Debut chưa lâu, đã có cơ hội biểu diễn tại chương trình lớn như Miss Grand Việt Nam. Mono đang ngày càng chứng minh sức hút của mình tại làng nhạc. Tại buổi họp báo, ông Hoàng Nhật Nam, phó trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam cho biết, chúng tôi không đưa ra quan điểm của mình như thế nào, chỉ có lý do chúng tôi chọn Mono. Thứ nhất, Mono có âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Bạn cũng có yếu tố giải trí, đây là điều chương trình cần. Miss Grand Việt Nam hay Miss Grand International đều đề cao yếu tố giải trí về phần nhìn, về phần biểu diễn và có hiệu ứng đám đông. Mono có thể hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí này. Dù là tân binh, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cho các nghệ sĩ trẻ cơ hội. Nếu không có bước đi đầu tiên, thì làm gì có bước đi thứ hai, thứ ba hay chạm đến đỉnh cao danh vọng. Ai cũng như vậy cả, tôi nghĩ chúng ta cứ thoải mái tận hưởng. Miss Grand Việt Nam 2022 với sự tham gia của rất nhiều cô gái tài sắc đã đi đến hồi kết. Ở mỗi vòng thi, mỗi thí sinh đều xuất sắc phô diễn vẻ đẹp và tài năng của mình. Những cái tên nổi bật như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngô Thị Quỳnh Mai, Bùi Lý Thiên Hương, Huỳnh Thới Ngọc Thảo để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Tiết mục của Mono càng khiến cho bầu không khí đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2022 thêm phần sôi động, cùng cập nhật những thông tin hot nhất, hấp dẫn nhất tại Giang nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.